Chào tất cả anh em nha. Thì cảm ơn anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Quyền. Thì Quyền chúc anh em có một ngày thật là vui vẻ và thành công hơn trong công việc. Ok, thì tiêu đề video hôm nay á, thì Quyền sẽ hướng dẫn cho mọi người mở khó cái dạng xác thực hai yếu tố bị lỗi nha mọi người. Cái này là bị lỗi cái dạng xác thực hai yếu tố. Thì khi mình bấm vào á, thì nó không cho mình bật nha. Thì trước khi vào video á, mọi người cho Quyền xin giới thiệu sơ qua. Thì bên Viên có nhận tăng like, tăng follow, mở khóa, bảo mật, ok tài khoản Face, chạy quảng cáo, pha ký giấy tờ. Thì ngoài ra Viên cũng có nhận lên tích xanh nha mọi người, lên tích xanh báo chí hoặc là lên tích thuê theo tháng. Thì tích thuê theo tháng này là tích Mitabiri nha, thì nó sẽ gia hạn là 399k một tháng. Ok, bây giờ anh em bắt đầu nhìn vào video, Viên sẽ hướng dẫn cho anh em mở khóa cái dạng xác thực hai yếu tố bị lỗi luôn nha. Ok anh em nha, thì hiện tại trên cái màn hình anh em cũng thấy thì Quyền đang có một app đang bị cái dạng là xác thực hai yếu tố. Đây mọi người đọc cái chữ này nha, tính năng xác thực hai yếu tố sẽ bảo vệ tài khoản của bạn. Thì cái trường hợp này nè, khi anh em bấm vào bật tính năng xác thực hai yếu tố thì nó sẽ không cho anh bật. Đây, hiện bạn không thể thực hiện thay đổi này. Thì cái phương án này nè là do thiết bị của mình là thiết bị mới nên nó không có cho mình bật nha. Còn anh em nào mà có thiết bị cũ, anh em đang nhập vào thiết bị cũ là anh em xem thử là nó có cho mình bật hay không nha. Còn cái trường hợp mà nó không cho anh em bật nữa, ok, bây giờ anh em sẽ truy cập vào cái link này cho mình. Anh em truy cập vào cái link là 323, anh em dán vào. Rồi cái phần 323 nè, cái dòng đầu tiên đó là IMEI của bạn thì nó sẽ hiện thẳng cái IMEI của mọi người luôn. Rồi cái phần dưới vui lòng sản phẩm hoặc tính năng, vui lòng chọn thì anh em chọn cho mình là cái phần đăng nhập nha. Rồi cái phần ý kiến đóng góp của bạn, rồi mọi người hãy nhập cái trong này cho mình có ghi sẵn ở trong phần mô tả nha mọi người, sao chép. Rồi mọi người dán vào đây cho mình, dán vào rồi xong mọi người bấm cho mình là gửi. Đây, cảm ơn bạn đã chia sẻ phản hồi, các ý kiến đề xuất từ cộng đồng giúp chúng tôi liên tục cải thiện từ Facebook. Anh em bấm ok. Ok, bây giờ còn một cái link cuối nữa, mọi người sao chép cho mình là cái link 929 nha mọi người, sao chép. Đây cái chỗ này mọi người lưu ý nha, nếu mà mọi người dùng cái trình duyệt mà www á, nếu mà tài khoản nào mà chưa đăng ký nhà phát triển á, thì nó không cho mình gửi đâu nha. Đây mình để mình thử cho mọi người xem. Nếu mọi người dùng cái link www á, thì yêu cầu tài khoản đó đã bật cái chế độ nhà phát triển thì nó mới cho mình gửi nha. Đây giờ mình gửi cho mọi người xem nè, thấy không? Nó không có cho mình gửi được, chưa gửi mẫu nè. Bây giờ mình chỉ cho mọi người cái cách gửi được nha. Mọi người hãy thay ba cái chữ www này thành chữ M36 rồi enter, rồi chọn tệp, rồi anh em bấm gửi. Đây, cảm ơn bạn đã liên hệ với Facebook, chúng tôi có thể liên hệ với bạn nếu chúng tôi cần thêm thông tin. Đây, như thế này là đã gửi xong nha anh em. Ok, thì khi mà anh em gửi xong á, anh em đợi trong vòng 24 giờ rồi anh em nhập tài khoản vào, anh em kiểm tra lại xem là đã bật được chưa nha. Ok, thì anh em nào thấy video này của Quyền hay thì nhớ cho Quyền xin một like, một đăng ký kênh, nhớ là ấn vào chuông để theo dõi những cái video mới nhất của Quyền nha mọi người. Ok, bye.